Để xác định từ cái bờ ngoài của cổ ha, mình đưa lên này. Đưa lên, đưa mình cứ đưa đưa từ cái này là mỏm cùng vai nè, đưa thẳng lên tới cái chỗ lõm của xương được không? Đó là không biết gì hết trơn. Còn muốn biết á thì phải cho xoay cổ qua bên rồi sờ cái vào này sau nè, thấy cổ còn chấm nổi lên không nè, cái đây này là việc gì thế? Phong trì phong trì nè, thấy cổ còn chấm không, bờ sau cổ còn chấm nè, kéo lên xuống tới mặt sau của xương chậm ha, có chỗ lõm đây phong trì. Nhưng mà khi mà mình xác định ở tư thế này nha, nó khác với khi mà mình xác định ở tư thế này, tại nó chạy khi mà di chuyển cơ nó chạy, cái cơ đầu chậm ở tư thế này đó nó sẽ bị đưa ra sau. À, còn xác định này được đưa thẳng 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 lên, À, tức là nó nếu cứ mà gật ngồi vô, như vậy thì như vậy là đúng, còn quay qua kia thì tư thì xác định kiểu này quay qua đúng. đây á mà mình cắm cái tay vô đây là sai, nó phải chỉnh ra trước chút xíu tại cơ đầu chậm bị kéo ra trước rồi. Đấy, hiểu không, hiểu không? Đó, đây là phong trì ha. Rồi thôi cũng chi kiểm tra như đó huyệt này, người ta bắt ứng phong trì thì nè, ứng ứng vô xác định cái huyệt này ha, nhắm ngón tay vô tỳ vô, nhắm tay tỳ vô, ứng vô và thả ra, rồi xong. Dạ được không? Thầy cho em hỏi như vậy, em nói vậy là có đúng không thầy? Mỗi lần em bị đá đầu Ừ được đó, ừ đó thì cũng là chắc phong là trì đang dây rồi đó. là có phải là phong trì không thầy? Ừ phong trì đó, phong trì đúng rồi đó. Em thì không biết gì hết nhưng mà em mò có đúng Cái kim cái lỗ mà xài không? Dạ. Cái kim mấy cái lỗ mà móc vô hay là cái lỗ nó là cái lỗ nào cũng là cái Anh trên. cứ sợ sợ cái việc đó mà anh thấy dễ chịu quá là anh cứ không Ừ anh cứ dây nó miết. đúng Ừ. Rồi vậy ha. Bây giờ mọi người thử bóc cái đề rồi.